Một phiên tòa vừa kết thúc trưa nay và làm những người dự khán hết sức ngán ngẩm. Chỉ vì đụng trúng vai trong tại quầy tiếp tân tại quán karaoke mà bị cáo và nhóm bạn đã đánh và đâm bị hại tử vong. Với hành vi hung hăng này, trưa nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mạnh Cường, 28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, mức án 20 năm tù về tội giết người. Những va chạm nhỏ, dù đối phương có thiếu lịch sự đến mức không nói lời xin lỗi thì cũng không đến mức phải bị đánh tập thể, bị đâm cho đến chết. Sự nóng nảy và hành xử thiếu tình người đã dẫn đến một kết quả đau lòng. Một người phải từ giã cõi trần, một người phải chôn chặt một phần đời mình trong vòng lao lý.